Vâng, kính thưa anh em, thời gian qua thì có nhiều anh em hỏi Cường là cái cách lấy sơ đồ tra cứu của những cái hộp số xe đời mới, đặc biệt là những cái dòng xe bây giờ người ta đều trang bị cái hệ thống hộp số tự động. Anh em mình mà không có tài liệu rất là khó có thể là tháo ráp cũng như là sửa chữa. Thì hôm nay thì Cường sẽ hướng dẫn cho anh em là xem cái tài liệu này như thế nào để hướng dẫn tháo ráp sửa chữa nhé anh em. Cái giao diện Auto SM, anh em bấm lên, anh em vào cái phần hộp số này, Transmission hộp số. Anh em vào cái phần hộp số, xong đó anh em chọn một cái hộp số, tùy vào mỗi xe thì nó sẽ có những cái hộp số riêng. Anh em zoom to lên hoặc là anh em có thể là đứng cái màn hình dậy để cho anh em dễ xem. Cái phần mềm này nó có thể sử dụng ở trên cái máy tính bảng hoặc là cái điện thoại nha anh em. Đây là cái thông tin về hộp số này, trong này nó có thông tin về hộp số. Ok, anh em có thể là tra cứu ở trong này, có thể zoom lên và zoom to lên, cho nên là anh em khi anh em dùng anh em muốn quan sát cái nào á thì anh em có thể là zoom lên ha. Hình ảnh này rất là thật luôn, cái phần mềm này tương đối là sơ đồ mạch điện. Vân vân, nó nhiều lắm. Ở trong này phần hộp số này nó nhiều lắm, nó hướng dẫn cho mình là cân chỉnh, rồi hướng dẫn cho mình tháo ráp, rồi hướng dẫn cho mình kiểm tra, rất là nhiều phần. Anh em muốn làm phần nào thì anh em sẽ kiểm tra cái phần đó nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có thể là tải cái phần mềm này vài về bằng cách là vào app này, App Store. App Store thì anh em tìm kiếm, anh em bấm Auto SM là có. Auto SM Auto ISM nha anh em. Anh em có thể tải phần mềm Auto ISM về. Cảm ơn anh em rất là nhiều.